tình tiền thời nay. Nhiều người cho rằng ai có nhiều tiền bạc thì người đó sẽ có hạnh phúc. Có người lại nói đàn ông có tiền cũng giống như đàn bà có nhan sắc vậy. Nghĩa là đàn ông có tiền thì sẽ có sức cuốn hút đàn bà. Một số chị em thì nói, nếu anh tài giỏi thì anh hãy thể hiện rằng anh kiếm được nhiều tiền đi. Nhưng ngày xưa ông bà ta có câu, tay mang bị bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe ầm ầm. Trong lưng chẳng có một đồng, nói như lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe. Điều đó cho thấy khi có tiền thì có người ta tự tin hơn rất nhiều. Có tiền đảm bảo tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn. Vậy nên nếu bạn nói bạn có tài thì cái tài ấy biết đến bao giờ mới có người nghe, khi mà bạn không có tiền? Theo nhà văn nữ Trang Hạ, thà khóc trong xe Lexus còn hơn cười trên xe đạp. Câu nói này làm tôi nhớ đến thời sinh viên khi học môn xã hội học. Thầy giáo có hỏi sinh viên câu tương tự như thế. Cả lớp nhốn nháo, người thì chọn xe đạp, người thì chọn xe hơi. Thật ra của cải vật chất, tiền bạc thì bao giờ nó cũng cần thiết và quan trọng. Bạn sẽ gặp khó khăn khi bạn luôn túng thiếu. Bạn muốn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với người khác thì bạn cũng cần có tiền. Kể cả khi bạn là một người nhân ái thương người, thì để giúp đỡ một ai đó, bạn cũng cần rủng rỉnh hầu bao. Và chỉ khi là người có tiền, bạn mới có thể mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong một vấn đề nào đó. Tiền cho dù quan trọng đến vậy, nhưng nó không phải là tất cả đối với cuộc sống của chúng ta và cũng không phải là mục đích chính của cuộc sống. Tiền chúng ta làm ra để phục vụ những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, chứ không phải làm nô lệ cho tiền bạc. Người thành đạt có khi không nhất thiết phải là một tỷ phú, mà là một người thành công trên con đường sự nghiệp của mình và biết cách làm chủ bản thân, dung hòa cuộc sống. Còn đối với chữ tình, ở đây tôi không chỉ nói đến tình yêu nam nữ, mà còn là tình gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, đồng chí, tình vợ chồng. Và ta có thể gọi chung đó là tình người. Trong cuộc sống, có nhiều người cứ mãi mê chạy theo tiền tài, danh lợi, địa vị và ước muốn có được nhà cao cửa rộng, xe hơi đắt tiền. Nhưng thử hỏi, khi được những thứ ấy rồi thì mấy ai có được tình yêu, có được tình thương và được hạnh phúc trọn vẹn? Bởi ta cứ mãi mê chạy theo những đam mê vật chất, danh lợi, tiền tài, địa vị, và đến khi có được nó, ngoảnh nhìn lại thì chữ tình cũng đã vơi theo hay thậm chí không còn ý nghĩa thực của nó. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng cần có tình cảm, cần có tình thương, cần có hạnh phúc. Đó chính là chữ tình, mà thiếu nó thì cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Và thật ra thì ai cũng thích có tiền tài, danh lợi giàu sang. Nhưng với bao bộn bề lo toan thì làm sao để được giàu có và thành đạt, thì bản tính của mỗi người cũng có sự thay đổi theo thời gian. Có người họ sẽ đánh đổi tất cả để đạt được mục tiêu mình đặt ra, để trở nên giàu có. Với chữ tình chân thật, không nhất thiết đòi hỏi ta phải trở nên giàu có hay thành đạt, mà chỉ còn sự quan tâm, chia sẻ. Dù chỉ là những thứ có khi tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt nhất, thực tế trong cuộc sống đã cho chúng ta thấy có nhiều gia đình vì tranh giành vật chất mà mất hết tình thân. Nhiều anh em vì tranh giành của cải mà huynh đệ tương tàn. Nhiều cặp vợ chồng vì mục đích quyền lợi riêng mình mà mất đi tình nghĩa sâu nặng phu thê. Nhiều bạn bè vì tranh giành danh lợi mà mất đi tình bằng hữu. Nói cho cùng, tình, tiền cũng tùy theo quan niệm của mỗi cá nhân. Mỗi chúng ta ai cũng ước muốn được khỏe mạnh để làm việc, để kiếm tiền nhằm phục vụ nhu cầu cho đời sống.
Đừng vì kiếm tiền bằng mọi giá mà bạn quên hết những người xung quanh, quên hết hạnh phúc gia đình hay ỷ vào đồng tiền mà xem thường người khác. Đừng để đồng tiền sát thương tình yêu, cũng xin đừng đem đồng tiền ra con đo đong đếm tình cảm. Nếu bạn có rất nhiều tiền, hãy làm chủ nó, làm chủ cuộc đời bạn. Cho đi nhiều hơn, mong đợi ít hơn, và xin đừng đòi lại.